Vâng, xin chào tất cả các con. Hôm nay cũng rất vui vì được tham gia học cùng với chúng mình trong một lớp âm nhạc ấy. Để bắt đầu chương trình, tôi mời các con cùng chú ý lên màn hình xem ai sẽ đứng dẫn đầu cùng với lớp mình nhé. Ai đây các con? À, đó là chú công an đấy. Các bé thấy chú công an giao thông có đáng yêu không? Chúng mình có muốn được làm công việc giống như chú công an giao thông không nhỉ? Nếu có, cô mời các bé cùng lắng nghe bài hát Em là công an tí hon của tác giả Trần Quân Tiến. Chúng mình vừa được nghe bài hát gì vậy? Đó là bài hát Em làm công an tí hon đấy. Bây giờ chúng mình cùng nghe lại lần nữa nhé. Bài hát này như thế nào nhỉ? Bài hát có giai điệu vui tươi, nhí nhảnh này. Thế bài hát nói về ai? Bài hát nói về bạn nhỏ đóng vai chú công an tí hon đấy các con ạ. Chúng mình thấy chú công an giao thông có vất vả không? Để công việc của chú không còn vất vả nữa thì chúng mình phải làm gì nhỉ? À, để công việc của chú công an không còn vất vả, mình khi tham gia giao thông phải chấp hành đúng luật tham gia giao thông này, bằng cách khi gặp đèn đỏ thì chúng mình phải dừng lại, đèn xanh thì mới được đi. Để chúng mình dễ nhớ và dễ thuộc bài hát Em là công an tí hon, cô Nhung sẽ đọc chậm lời ca, chúng mình cùng lắng nghe nhé. Hôm nay em làm công an tí hon trên đường, đứng chỉ lối cho xe chú cô qua lại. Hôm nay em làm công an tí hon gác đường, xe nào đi ngược chiều em thổi còi te te. Em xung phong làm công an tí hon trên đường, đứng chỉ lối cho xe các anh các chị. Em xung phong làm công an tí hon gác đường, xe nào vượt đèn đỏ em thổi còi te te. Các bé đã thuộc lời bài hát chưa? Bây giờ cô con mình sẽ cùng làm những chú công an tí hon để góp phần đảm bảo cho mọi người an toàn khi tham gia giao thông nhé. Còn chú ý này, khi hát mình hát to rõ lời và hãy được đúng nghe. Các bé đã nhớ chưa?
chúng mình đã tự tin để biểu diễn chưa? Cô mời các con chúng mình cùng hát và biểu diễn thật hay cho ông bà và bố mẹ cùng nghe nào. Xin chào tạm biệt các bé.